Nhìn em nè. Đâu ơi. Đâu, nhìn nè. Để cái gậy từ đây thôi. Rồi mình vừa đi. Chứ đừng có để cao quá. Cao quá dớ không tới là đẩy ve liền á. Chị đi. Nhìn thẳng. Đó, để thấp thấp. Ừ, đó, đúng rồi. Rồi, tiếp đi. Hai kêu bằng nhau. Rồi, làm tốt lắm. Ok ạ. Rồi, bước lên một bước nữa chị, Rồi, tiếp. Rồi, xoay kia ngang, xoay kia thẳng đi. Rồi. Trời ơi, kêu quay cuồng.